Mới đây, một học sinh lớp 1 của trường tiểu học Nguyên Hòa, huyện Phù Cử nhặt được chiếc ví có số tiền lớn và trả lại người đánh mất. Trưa ngày 13 tháng 2, trong lúc tan học, em Trần Minh Hằng, học sinh lớp 1B, trường tiểu học Nguyên Hòa nhặt được chiếc ví, bên trong có số tiền gần 10 triệu đồng ngay trước cổng trường. Sau đó, em Hằng nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Nguyên Hòa cùng với em Hằng đến trụ sở công an xã để trình báo và giao nộp toàn bộ số tài sản trên. Con nhặt được tiền thì lúc ra về con thấy một cái ví, xong rồi con đưa cho cô chủ nhiệm. Cô dạy con rằng là nhặt được của rơi phải trả lại người đánh mất. Hành động đẹp của cô bé 6 tuổi Trần Minh Hằng là kết quả của những phương pháp giáo dục đúng đắn được các thầy cô trường tiểu học Nguyên Hòa tích cực triển khai trong suốt nhiều năm qua. Ngoài việc giáo dục kiến thức cho các em học sinh thì nhà trường cũng chú trọng giáo dục cho các em đạo đức và nhân cách, đặc biệt là cái tính trung thực. Việc làm của em Trần Minh Hằng, học sinh lớp 1B đã thể hiện cái đức tính trung thực, giúp lan tỏa hơn nữa các cái phong trào mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay trong nhà trường. Để khích lệ những việc làm đẹp của học sinh, trong buổi sáng nay, ngày 20 tháng 2, lãnh đạo xã Nguyên Hòa và ban giám hiệu nhà trường khen thưởng đột xuất cho em Trần Minh Hằng với phần quà trị giá 500.000 đồng.